Ngày 6 tháng 7 năm 2000, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 78/2000/QĐ-TTg thành lập Cục Xúc tiến Thương mại thuộc Bộ Thương mại, nay là Bộ Công Thương. Qua 20 năm hình thành và phát triển, hoạt động xúc tiến thương mại đã ngày càng khẳng định vai trò trong phát triển kinh tế xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế. Với vai trò thường trực Ban Quản lý Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại, từ khi thành lập đến nay, Cục Xúc tiến Thương mại đã trình Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt trên 3.200 đề án xúc tiến thương mại quốc gia, với tổng kinh phí hỗ trợ trên 2.100 tỷ đồng, tập trung vào các nội dung xúc tiến xuất khẩu, xúc tiến thương mại thị trường trong nước và xúc tiến thương mại khu vực miền núi, biên giới, hải đảo. Các hoạt động thuộc chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại đã hỗ trợ 71.600 lượt doanh nghiệp. Các doanh nghiệp đã trực tiếp giao dịch và ký kết các hợp đồng trong thời gian tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, với tổng trị giá hợp đồng xuất khẩu hàng hóa đạt gần 25,2 tỷ đô la Mỹ và 107 tỷ đồng. Tổng giá trị hợp đồng mua bán hàng hóa, đại lý tiêu thụ sản phẩm tại thị trường trong nước và doanh số bán hàng đạt gần 2.200 tỷ đồng. Tổ chức 6 lần chương trình thương hiệu quốc gia và công nhận 375 lượt doanh nghiệp có sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia. Xác nhận đăng ký cho trên 7.700 chương trình khuyến mại, thu nộp ngân sách nhà nước 50% giá trị giải thưởng không có người trúng thưởng của các chương trình khuyến mại với tổng số tiền gần 383 tỷ đồng. Xác nhận, giám sát và tổ chức 471 hội chợ triển lãm thương mại ở nước ngoài, cấp 41 giấy phép thành lập và giấy phép sửa đổi bổ sung, gia hạn 11 giấy phép hoạt động của các văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật. Sản xuất gần 2.200 chương trình truyền hình công thương với hàng chục ngàn tin bài phóng sự, chuyên đề về hoạt động công nghiệp, thương mại được phát sóng hàng tuần trên kênh VTV1 của Đài truyền hình Việt Nam và một số đài truyền hình địa phương, vân vân. Phát huy những kết quả đạt được trong 20 năm qua, lãnh đạo và toàn thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động Cục Xúc tiến Thương mại quyết tâm triển khai nhiệm vụ giai đoạn 2021-2030 với phương châm đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại, tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại quốc tế ngay tại Việt Nam, chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan của Việt Nam và nước ngoài, thành lập các văn phòng xúc tiến thương mại, tăng cường và thắt chặt hơn nữa quan hệ với các tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài, vân vân. Qua 20 năm hình thành và phát triển, Cục Xúc tiến Thương mại đã vinh dự được nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất, Huân chương Lao động hạng ba, 4 năm nhận cờ thi đua chính phủ, 6 năm cờ thi đua của Bộ Công Thương, vân vân. Nhiều cá nhân tập thể cũng được trao tặng bằng khen, kỷ niệm chương của Chính phủ và Bộ Công Thương.